chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất Hoàng Tiến.vn để tiếp tục chia sẻ đến khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn mini phố được thiết kế theo kiểu phong cách Cityland rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 19m, được lúc kiên cố là 1 trệt 1 lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng căn nhà chúng ta có một khoảng sân để xe gắn máy, một gara để xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với loại khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường trước nhà để gửi đến cho quý hàng. Đây là cái khu vực phía bên ngoài của căn nhà. Và chúng ta có một cái con đường ở trước nhà rất là rộng. Xe hơi xe tải có thể là di chuyển vào căn nhà chúng ta rất là dễ dàng. Cũng như kế bên căn nhà chúng ta có một cái khoảng đất trống trừ ra để chúng ta làm công viên. Cũng như khu vực này thì chúng ta có thể để đậu xe phía bên ngoài cũng được, rất là thuận tiện. Cũng như bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua lại cái mặt tiền lại một lần nữa và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho quý hàng. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là chúng ta có một khoảng sân khoảng hơn 2m, chúng ta có thể để xe gắn máy. Cũng như di chuyển vào khu vực bên trong một chút là khu vực phòng khách chính của căn nhà chúng ta. Thì chúng ta có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Rất là đẹp và chắc chắn. Cũng như di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng khách của căn nhà. Thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì chúng ta cũng đã được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5m chúng ta. Và phía bên trên thì chúng ta có những cái mảng tường trang trí. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao ở phía bên trên rất là đẹp. Cũng như phía bên dưới này, nếu chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này, thì mình cũng có thể để được tất cả các loại xe hơi với một cái diện tích phòng khách và gara xe rất là dài. Cũng như bên trên chúng ta đã có một cái phòng khách phụ phía bên trên rất là tuyệt vời. Cũng như mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực cầu thang để gửi đến cho khách hàng. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, đá kim sa. Lan can của chúng ta được làm từ chất liệu bằng kính cường lực 10 ly. Và phía bên dưới cầu thang chúng ta có một cái hòn nam bộ ở phía bên dưới cầu thang, một cái hòn nam bộ khô. Và đối diện cầu thang thì chúng ta có một cái vách tường được làm từ chất liệu bằng gỗ trang trí rất là đẹp. Cũng như chủ nhà có thiết kế cũng như treo chúng ta một cái bức tranh rất là đẹp. Đây là cái không gian ở dưới chân cầu thang, chúng ta có hòn nam bộ khô, được trồng rất là nhiều cây xanh. Cũng như dưới khu vực chân cầu thang chúng ta có thêm một cái tủ rượu ở phía bên dưới chân cầu thang. Chúng ta có thể trưng bày những cái chai rượu quý. Cũng như di chuyển vào phía sau, chúng ta có một cái bộ bàn ăn 6 ghế ở phía sau. Cũng như không gian phòng bếp căn nhà chúng ta, thì không gian phòng bếp căn nhà chúng ta cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường. Và bên trên chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Cũng như không gian phòng bếp căn nhà chúng ta thì tủ bếp, cái bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Bên tay trái chúng ta có một cái khoảng không gian để tủ lạnh rất là rộng. Chúng ta có thể để được tất cả các loại tủ lạnh ở phía sau căn nhà. Cũng như phía sau căn nhà chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Cũng như một cái khoảng sân phía sau, chúng ta có một cái nhà vệ sinh ở phía sau. Cũng như khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là mát cho cái không gian phòng bếp của căn nhà. Rồi mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để quý khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã ba cây Trâm và Phạm Văn Chiêu, cũng như gần ngân hàng Sacombank và ngân hàng rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trên tầng lửng của căn nhà.
Thì tầng lửng của căn nhà chúng ta, cầu thang chúng ta được thiết kế nép sang một bên, nên bên trên không gian tầng lửng của chúng ta rất là rộng. Và bên ngoài sảnh tầng lửng căn nhà chúng ta có một cái vách tường được trang trí rất là nhiều cây xanh, cũng như phía bên phía trước căn nhà chúng ta là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao ở phía bên ngoài. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của không gian phòng khách trên tầng lửng của căn nhà để gửi đến cho khách hàng. Thì bên ngoài không gian phòng khách căn nhà chúng ta thì chúng ta có ốp những cái lam gỗ trang trí rất là đẹp. Như bên trong thì chúng ta có một bộ bàn ghế sofa và kệ để tivi như đã được chủ nhà đóng sẵn hết chúng ta. Và đối diện thì chúng ta có một cái vách tường được ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Như phía sau thì chúng ta có một bộ cửa sổ bốn cánh để mở ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là mát cho cái không gian phòng khách chính của căn nhà chúng ta. Cũng như phòng khách là phòng khách số 2. Nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để ở phía bên dưới. Và bên trên này thì chúng ta có một cái phòng khách rất là rộng, cũng như cầu thang mình xây nép phòng bên nên chúng ta có một khoảng không gian cũng rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực bên trên lầu 1 của căn nhà để giới thiệu đến cho khách hàng về không gian phòng ngủ của lầu 1 căn nhà. Thì mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau. Thì toàn bộ cửa căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ cam xe. Và bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cũng đã được full nội thất. Chúng ta có kệ để tivi cũng như tủ quần áo, bàn trang điểm và kệ làm việc, cũng như cửa sổ căn nhà chúng ta thì cũng đã được ở chủ nhà may sẵn rèm cửa cho chúng ta. Như mình sẽ chiếu sơ qua về cái không gian phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lại nhà vệ sinh để giới thiệu cho khách hàng. Thì mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Đây là không gian nhà vệ sinh phòng ngủ số 1. Chúng ta có đầy đủ các thiết bị lavabo, bàn cầu cũng như vòi sen tắm và hệ thống nội thất cao cấp. Cũng như tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 2 căn nhà. Ngoài hành lang của chúng ta thì được ốp ốp đá trang trí rất là đẹp. Cũng như đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà chúng ta. Cửa của chúng ta cũng được làm từ chất liệu gỗ gỗ cam xe. Và bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta cũng đã được full nội thất. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Thì chúng ta có hai phòng ngủ giống nhau và cũng đã được chủ nhà full nội thất và cũng đóng sẵn kệ để tivi. Cũng như phía trước chúng ta có cửa để đi ra ban công, và kế bên thì chúng ta có một cửa sổ để lấy gió và ánh sáng, tạo cái không gian thoáng mát cho căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lại nhà vệ sinh. Chúng ta có mỗi phòng ngủ một cái nhà vệ sinh, và nhà vệ sinh chúng ta có được đầy đủ các thiết bị như là hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm, sử dụng rất là thoải mái. Thì tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Mình sẽ đến với phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì sát với lại ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Huy. Và căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu đồng bộ khoảng 100 căn. Thì chúng ta đã bán gần hết rồi, chỉ còn sót lại 1-2 căn nhà để gửi đến cho khách hàng. Và căn nhà mình thì nằm gần với lại ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như ngã ba Cây Trâm và Phạm Văn Chiêu, ngay ngân hàng Sacombank cũng như ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Rồi mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ phía trước căn nhà, mình sẽ gửi đến phòng ngủ số 4 căn nhà chúng ta. Thì bốn phòng ngủ chúng ta thì đã được chủ nhà full nội thất chúng ta hai phòng. Thì bên trên phòng ngủ chúng ta có tủ quần áo đã được đóng sẵn, hệ thống điện lạnh, và mỗi phòng ngủ chúng ta đều có một cái nhà vệ sinh riêng. Và nhà vệ sinh chúng ta thì được lắp ráp đầy đủ các thiết bị
Hệ thống lavabo bàn cầu như vòi sen tắm, vách ngăn tấm kính và vòi sen tắm khối, vòi sen tắm massage. Cũng như mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng để gửi đến cho khách hàng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem nhà. Cũng như căn nhà này thì đang có giá là 6 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 19m, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp và khu an ninh cao cấp. Đây là không gian phía bên ngoài căn nhà chúng ta, và căn nhà chúng ta thì toàn là nhà lầu rất là sang trọng, 100 căn. Rồi mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng. Thì phía bên ngoài chúng ta có một cái khoảng sân ở phía bên ngoài, cũng như bên trong thì chúng ta có một cái phòng thờ phía bên trong, và phía sau chúng ta có hệ thống đặt máy giặt cũng như một cái khoảng sân phía sau để chúng ta phơi đồ rất là thoáng và rất là mát. Cũng như căn nhà mình thì nằm rất gần với lại đường trục chính, đường Phạm Văn Chiêu. Đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà, và mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong lại một lần nữa để giới thiệu cho khách hàng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem chỉ với cái giá 6 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng để khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 19m này. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại khách hàng trong những video tiếp theo.